Hà đội mùa đông năm 2021. Đây là các làng lọ chuẩn bị tiến vào cái hội này. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn sẽ đi tham quan một số gian hàng. Rất là nhiều những chú ngựa đua khá đẹp. Đây là các gian hàng trưng bày. Đây là các gian hàng trưng bày ẩm thực. Có phải người Phú Lá như mình không nhỉ? Đúng rồi. Đây thật sự là người Phú Lá mình sao? Eo ơi. Đây là gian trưng bày của xã Lùng Phình với quần áo Phú Lá bản sắc của người Lùng Phình. Đây là hai cô Phú Lá vô cùng xinh đẹp đang trang điểm cho một bạn người Mông. Anh cũng làm nhiều chương trình cho anh. Và em đang làm rất nhiều chương trình liên tục và liên tục. Và đây là lứa cơm lam đấy ạ. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy nhau ạ. Lâu lắm rồi. Bỏ cái mồm ra đây. Lạc nhá. Thôi vấn đề là mình phải nghiêm túc chấp hành. Có những người không đeo khẩu trang là thế là không được. Người đeo khẩu trang chứ. Thì quay đi, quay những người đeo khẩu trang đấy. Không. Đây là ra bánh dày. Bản phố của em, anh cho em thăm gian hàng một tí được không anh? Chị, đây là rượu bản phố này. Đây là gian hàng ẩm thực của xã Bản Phố, huyện Bắc Hà. Hoa đồng nội. Bán không anh em ơi? Ngồi đây ăn thoải mái. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các tác giả và các tác phẩm đoạt giải khuyến khích trên sân khấu. Xin trân trọng kính mời tác giả Tuấn Lợi, Hồ Văn Ngọc, nghệ thuật tỉnh Lào Cai với tác phẩm Ngày Ngựa Mộ Mông Bốn, tiếp tục về đích. Xin trân trọng kính mời tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Bảo tàng tỉnh Lào Cai với tác phẩm Về miền thơ mộng Tả Văn Chư. Đây là khu. Xin trân trọng kính mời tác giả Tráng Xuân Cường, Trung tâm Văn hóa Thể thao Anh ở khu nào? Anh ở khu ngan lướng hay khu chuột lướng? Chuột lướng. Con này là chuột lướng à? Chuột lướng. Xin trân trọng kính mời tác giả Đào Trọng Thiên, địa chỉ Hoa Thám, Hoa Phủ, Hoài Đức, Hà Nội với tác phẩm Màu Xanh Bình Yên Trên Những Miền Núi Bắc Hà. Ban tổ chức xin trọng kính mời bà Nguyễn Thị Nga, trưởng ban dân vận, sẽ đến trao giải khuyến khích cho các đồng chí đạt giải khuyến khích trong cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Hà năm 2021. Các cô gái về giao cánh. Đây là giáo viên.
đúng không? Tập hình mạnh bạo. Con này là con thương cọ này đúng không? Bây giờ dọn này đi rồi chờ thuê các người bán gái. Để anh em lấy về. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cũng trở lại sân khấu Hoàng Mã Trường để cùng khai mạc lễ hội Mùa Đông Bắc Hà và khai mạc lễ hội Hoa Hồng và thưởng thức những tác phẩm Hải Sa Ba bắt đầu ra tay set up món bánh dày. Quay cho đẹp vào. Có người chỉ đạo nó mới đẹp được. Quay đi, quay chưa đi. Vẫn quay, ông cứ làm đi, tôi làm việc kiểu vào lốc mà. Nói chuyện được, quay đi. Mời các bạn đến với gian hàng của thị trấn Bắc Hà, ẩm thực văn hóa. Rượu bản phố chuẩn đây đúng không em? Rượu bản phố chuẩn đây anh ơi. Quảng cáo xong rồi bán rồi. Hả? Bỏ cái đĩa này lên sau. Cái này quảng cáo xong rồi bán à? Quảng cáo xong rồi bán à? Cái này để món này đưa cho tôi về cho ấy thôi. Món cá này cắt nhỏ ra bán cho khách được không? Chủ tịch đích thân ra nướng ngô mời khách. Kéo đâu nhỉ? Bảo ơi cho chị đi kéo đây nào. Cái này ai được ăn thử à? Ăn thử được. Ăn thử đấy anh ơi. Mấy khi được ăn đồ ở Bắc Hà. Đây là đồ nướng. Được, ăn thử, mọi người ăn thử đi. Có chứ, ăn thử thì phải uống rượu chứ. Sao bạn? Bây giờ nó lại trở lại nướng thịt thường. Tuyệt vời luôn đấy. Tuyệt vời. Ăn dùng lốt đi. Dạ thôi, em ăn thử. Phải bỏ đi chứ đúng không ạ? Anh ơi, đây là món bánh ngô hả anh? Ừ, bánh ngô.
lên đấy, cắt dọc cả lá đi. Còn đây là cách cái còi đây đúng không ạ? Chỉ có hôm em một cái em cay đúng không ạ? Cái này là bột này là lấy từ ngô ngô non hả chị? Vâng. Thank you.